vị, anh chị các bạn thân mến, hiện tại bây giờ là khoảng 6 giờ chiều. Kiên đang có mặt ở con đường Lê Văn Thọ nhé. Đường này là đường Nguyễn Hữu Thọ nha quý vị. Đường này là đường Nguyễn Hữu Thọ nhé. Kiên đang có mặt ở con đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7 nhé. Hôm nay đi qua đây thì đi làm về buổi chiều. Kiên đi đi ăn luôn. Và đi qua đây thì thấy một cái quán cháo ếch Singapore có tên là Subin, cháo ếch Singapore Subin. Đây là Kiên sẽ ăn tối ở đây và review để chia sẻ với tất cả quý vị, anh chị và các bạn nhé. Ở trên này là cái cầu cầu vượt Nguyễn Hữu Thọ ở đây này. Đây là cầu này vượt Nguyễn Hữu Thọ ở đây này. Giờ đi qua đó là đi qua quận 1 nha quý vị. Cái quán cháo ếch của chúng ta nằm ở dưới này này. Đây. Kiên sẽ xuống đây nhé, xuống đây xem mấy anh chị làm cháo ếch ở đây nha quý vị. Đây quý vị thấy là đây có anh đang làm cháo ếch này. Em chào anh. Dạ, chào em. Dạ, quán mình bán ở đây được lâu chưa anh nhỉ? Gần 5 năm rồi em. Được 5 năm, gần 5 năm rồi nhé. Ở đây là mình bắt đầu là mình bán từ mấy giờ anh? 5 giờ là bắt đầu là có ếch bán rồi. 5 giờ bắt đầu bán rồi. Mình bán đến mấy giờ anh nhỉ? Mình bán tới 12 giờ, 12 giờ rưỡi là hết rồi. Dạ. Ngày nào cũng vậy anh? Đúng rồi. Đây là cháo ếch Singapore đúng không anh? Đúng rồi. Ngoài món cháo ếch thì mình còn có món gì nữa không anh? Không, đặc biệt một món cháo ếch. Chuyên cháo ếch thôi đúng không? Ở đây là mình bán cũng ship mang về luôn đúng không anh? Ship thì không có người ship mà có Nao với lại bên GoViet họ lấy đó. Nao với GoViet mình có thể lên đó đặt hàng cũng được. Đúng rồi, Nao, GoViet với Bipin. Đây là hai cái nồi cháo của anh này, thấy không? Cháo màu xanh xanh này là có lá dứa này. Đây là, ở đây quý vị có thể ngồi ăn ở đây này, có bàn ghế đàng hoàng nhé. Đây bên này là có thằng viên một bếp nấu nữa này. Ở đây là nấu bằng than nha quý vị. Nấu bằng than. Đấy. Một phần như này là bao nhiêu nhỉ cô nhỉ? 65 hả? Phần này hai con là 65.000 nha quý vị. Một cháo hai con thêm một phần cháo nữa là 65.000. Ếch này là ếch tươi đúng không cô? Ếch tươi. Ở đây là mình nấu bằng than hết ra, than củi hết ha. Nấu trước bên kia rồi bắt bên này cho nó chín thôi. Con xong nó kéo cho nó sắc này nè. Dạ. Đem bên kia mới nấu lại. Dạ. Cái này tầm cái giờ đông khách là mấy giờ cô nhỉ? Đầu giờ. Đầu giờ khoảng 5-6 giờ là đông đúng không? 9-10 giờ. 9-10 giờ. Đây khách rất là đông này. Với khoảng 6 giờ rồi, 6 giờ chiều. Khách rất là đông nha. Cháo ếch Subin nha quý vị. Cháo ếch Subin. Đây. Dạ. Cái này là phần độc phẩm anh. Thành phẩm rồi đó. Phần này thành phẩm rồi đúng không? Mang ra cho khách rồi đó. Phần này là 65 đúng không anh? 65. Không nói luôn đúng. Gấp hai này ra luôn. Hai cái ba cái cây bừa đó. Ba cái cây bừa hai cái không hành. Mấy cái này là mình nấu trước rồi anh hay sao? Đúng rồi, nấu trước làm mới kịp thôi, khách vô làm không kịp. Mình nấu trước khách không kịp không? Mà làm giờ cho nó thấm nữa. Cho nó thấm gia vị nữa. Ở bên kia là nấu bếp củi, bếp than, bên này là nấu bếp ga. Rồi cái thang làm cho nó đều đều cho nó thấm ở ra đây rồi ai ăn cái đầu. Riu riu cho ra đây, xong rồi ra đây mới là thành phẩm. Rồi.
Cái này là ngày xưa cơ duyên nào anh đến bán món này anh? Hả? Cơ duyên nào mà anh lại bán món này? Thì cũng học rồi ra bán rồi. À, học rồi ra. Mình ăn cái này kèm thêm bánh mì nữa không anh? Bánh mì, rau luộc. À, đó. Bánh mì, rau luộc, kho quẹt gì đó. Bánh mì với rau luộc. Rau luộc. Rau luộc 10 ngàn mà dạ. Một dĩa. Đây bán là khách đa số là người ta đi làm về nhiều ha. Cũng đa dạng khách lắm. Dạ. Bên chung cư này cũng nhiều quá nhỉ? Đúng rồi. Chung cư mới xây xong rất là đẹp luôn nè. Đây chúng ta xem hành trình làm xe cho khách nha. Trên đây là cái cầu Canh Tẻ nha quý. Canh Tẻ. Chạy từ bên là 1. Là... đây là thành phẩm này. Đó bà đó luôn á. Hai cháo một mì 41. Bên này là có nhiệm vụ là nấu cho nó gần chín rồi, gần chín rồi thành thành phẩm như này rồi. Xong rồi anh sẽ bắt lên anh nấu lại một xíu nữa là xong. Chúng ta sang bên này xem nấu bên này nhé. Rất là đông người ra đi ăn gia đình nhiều á. Cái này là nấu ếch là tươi này. Này là cái máy thổi à. Nấu xong ra thành phẩm lại như này đây. Bắt đầu anh bỏ lên nấu lại một xíu thêm gia vị chứ là xong. Cay thì anh sẽ cho nhiều ớt nhá, dặn anh cho nhiều ớt. Ai mà ăn không được cay thì mình sẽ dặn là cho ít ớt lại. Đấy. Mấy cái bếp bên này mình nấu có vẻ nhìn hấp dẫn hơn. Đây là thành phẩm nấu sẵn rồi này quý vị. Đấy, để là nó ngấm gia vị á. Ngấm gia vị. Này đem lên nấu lại khoảng 2 đến 3 phút là chín là đưa cho khách ăn. Bên
trên này nè. Đấy, nấu xong rồi người ta đem lên xếp bên đây nè, để cho khách vào cái là đem lên liền, không sợ không kịp á. Cái bàn cái ghế màu xanh rất là bắt mắt luôn. Đây, mới vừa nấu ra đây, là để nó đang sôi này. Cái này mình nấu ra nhiều rượu chữ nhiều quá anh à. Dạ, dạ khách do làm mới kẹp, khách do đông lắm. Dạ, một tối chắc cũng phải mấy trăm anh nhỉ. Mấy trăm khách. Mấy trăm khách. Ba bốn trăm khách là bình thường. Cái này nếu mà mùa dịch chứ nếu mà mùa thường mà có đông nữa ha. Chiều nay là mùa bình thường là không hết bàn luôn. Bình thường là hết bàn giờ này là hết bàn. À. Đây làm em một phần ăn ở đây nhé. Rồi rồi, không cay cay vừa nè Phú ơi. Cho em phần hơi cay cay thế nhé. Rồi rồi. Đó, nó thấm tại màu. Đó, nó thấm rồi ha. Phải đúng cái màu mới đẹp. Thấm vậy mới ngon đó. Con ba nè, không cay cay vừa nè. Này mình cho nhiều hành đúng không? Đúng rồi. Ở đây khách ăn hành nhiều lắm. Dạ. Yeah. Hơi cay đúng không? Em hơi cay ha. Ớt bột, ớt tập tế. Rồi mình sẽ ra bàn ngồi ăn thưởng thức cái món ếch của anh ở đây nha quý vị. Không nói rồi. Ra đây mình ngồi đi. Đây cái phần cháo ếch của mình đã ra rồi quý vị ơi. Cháo ếch. Đây cái phần cho ếch 65 ngàn là như này đây. Một cái này là hai con nhé, hai con ếch. Rất là hấp dẫn luôn. Đây là một phần cháo này, cháo này là cháo mè này, cháo mè nó có màu như này, màu đẹp như này là nó có thêm lá dứa này quý. Rồi giờ thì Kim sẽ quay cái này cho nhà xem. Để cái túi đây. Đi làm về cũng hơi mệt mệt rồi, đi vào đây ăn cháo ếch nên là chia sẻ, quay chia sẻ với cả nhà luôn. Ở đây rất là mát luôn, nó gần cái cầu Canh Tẻ đấy.
Cháo này rất là thơm nhá. Cháo thơm mùi lá dứa. Đây, thử hết nhỉ. Bánh chưa là tươi. Này mình phải ăn cái bụng. Này mình gọi hơi cay cay nhé. Ếch này tươi và dai dai nhé. Đây quý vị muốn ăn gọi số điện thoại 0909 444 033 nhá. Cháo ếch su bin nha quý vị. Đây nấu rất là nhanh, nấu sẵn rồi. Cái này cái đùi 4 cái đùi nha quý vị. Đùi này ăn là 3 cái rồi. Cả nhà nhé.
xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Giờ Kiên sẽ ăn hết cái phần cho ếch này nhé. Rồi, bye bye cả nhà.